À, xin chào mọi người á. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết ở tại công viên Tao Đàn á. Phía trước mặt chúng ta là một cây mai. Cây mai này thì nhìn thoạt ngoài giống như là mai giả, cái là giống thọ hương à. Cúc hương á. Cúc hương các bạn 2 năm trở lại đây à. Đây là một cây cổ thụ á, rất là to luôn á. Nhìn mà là tưởng là mai giả các bạn, nó là mai thật ha. Giống cúc thọ hương mà chúng ta trong năm nay chúng ta thấy á. Thật sự cái giống này nó đã có lâu rồi ha. Có lâu rồi. Giống này thì mình nghe nói là ở vườn mai Bảo Long á, bông sen Bảo Long á, nó đã có cách đây khoảng 10 năm về trước rồi. Đây ở Sa Đéc thì người ta làm cái giống này cũng nhiều. Đây, hiện tại đây, phía trước mặt ta là một cây cổ thụ ha. À, màu vàng đậm luôn. Cái giống này đặc biệt là nó trổ ra là hoa tư rất là lâu quá. Bên trong cái phần cánh hoa nó đậu trái luôn mà nó chưa chịu rụng đó. Đây là cúc hương nha. Đây là cúc thọ hương nè. Mà nó đậu trái luôn mà nó chưa chịu rụng đó. Tươi rất là lâu á. Cái này ở vườn cũng có là nó tươi, nó nở ra nó khoảng 1 tuần á. 1 tuần nó mới tàn. Cánh hoa nó mới rớt á. Cây này thì mình nhắm là nó có xử lý thuốc nè. Chứ mà đúng thông thường thì cánh hoa nó sẽ bị nhăn á. Giờ mà dưới đất thì không có thấy bông hoa nào rớt hết á. Bữa nay là ngày mùng 4 Tết rồi. Có thể là ngày mùng 1 á. Người ta đã đem ra, người ta triển lãm rồi, đã chấm giải rồi á. Cây này thì được giải vàng nè. Giải vàng á. Đó. À, cúc hương á. Đấy, người ta nói là giống này nó thưa bông á, nhưng mà khi mà cây già thế này bông hoa rất là dữ luôn á. Hoa như hoa giả vậy ha, quá trời luôn nè. Nó là nó đậu trái rồi, nó chưa chịu rụng cánh ha. À, dòm dưới đất là không có cánh hoa rớt luôn. Mấy cái khác thì thấy có cánh hoa rớt đầy ra nha. À, đây là cây cúc hương nè. Đó, cây già bự, gốc bự lắm á. Cái này nằm chậu chắc hơn 1 mét á. Gốc rất là dữ không ha. Hoa quá trí luôn à. Như hoa giả nha. Bắt đầu nhìn là tưởng là hoa giả gắn lên thôi à. Nó là hoa thật á. Cái này ở miền Nam thì kêu là cúc hương nha, ở miền Trung thì gọi là cúc vip. Cánh thẳng, phơm hoa cánh thẳng nha. Cúc hương mê ly chưa? Phía bên trong kìa. Chùm luôn ha. Quá đã. À, nó già cây nè, hoa dữ trời thiệt chứ. Mê ly luôn. Cây này được giải vàng nha. Như hoa giả nha. Quá đã cây. Ai thấy cũng trầm trồ rồi nha. Đây, ở vườn mình thì đã có giống này rồi á. Tết vừa rồi, Tết 2020 vừa rồi mình cũng đã bán giống cho anh em rất là nhiều á. À, cúc hương nè. Ta lượm mấy cây bự bự ghép vào á. Đấy. Năm đầu thì nó thưa bông, bắt đầu năm thứ 2, năm thứ 3 giống như cây nè. Quá đã. Quá tuyệt vời. Ra ngoài đi anh ơi. Ai nhìn thấy cũng tưởng là hoa giả không à. Cúc hương à.
quá tuyệt vời. Cây rất là to, hoa rất là nhiều luôn á, chùm chùm luôn mà. Đặc điểm cái giống này là không có rụng cánh á, dòm ở dưới không có rụng gì hết á. Mấy cây khác thì anh ta dòm ở dưới đất thì nó rụng, cây có thể là người ta mới vệ sinh quét rồi á, nhưng mà mấy cây bên đây nè, thấy cánh hoa nó rụng đầy hết trơn à. Rụng trên chậu đầy hết trơn á, này không có rụng. Nhìn cây này người ta có động lực ghép những cây ở nhà. Nhìn cái cúc hương này người ta có động lực ghép những cây cúc, ghép cái giống này vào những cái mai lớn, mai to của ta ở nhà nè. Đây. Đây có động lực để làm, coi như là cái hình mẫu để chúng ta hướng tới. Cây này nó cao cho khoảng gần chắc 2,5 m, 3 m, rất là lớn luôn á. À, đây là cúc hương á. Cái bên đây là có đại lộc cánh sen nè. Nhìn cái form thì giống như là cúc trâu 50 á, nhưng mà nó là đại lộc á, form của đại lộc. Nụ hoa, nút hoa là của đại lộc hết á. Giống này thì ở vườn kia nó cũng có đột biến đốc rồi ha. Đốc là được 1-2 cây vậy. Trong cái vườn mình cả ngàn cây đốc ra 1-2 cây à. Cái này thì thấy nó thưa bông, nó rụng dữ lắm. Màu rất là đậm á. Thấy có hoa mà nó, cái hoa nó thì nó giống như đại lộc 2 tầng á, nó có nhị trong đây nữa nè. À, trong đây nó có cái nhị trong đây nữa, giống như cúc 2 tầng vậy. À, cái nút hoa, nụ hoa là của đại lộc á, nó nhọn. Nút rất là sai luôn á. Nó ra cái kiểu giống như đại lộc á. Này, nút có kiểu đại lộc nè, chi chích luôn á. Đại lộc đột biến á. Này ở vườn mình gọi là đại lộc cánh sen á, rất là đẹp. Này, có cây lớn nè, hoa chùm chùm luôn. Còn bên đó là đại lộc bình thường á, đại lộc nhiều cánh. Này đại lộc cánh sen, này đại lộc nhiều cánh. Này gặp nhiều cánh thì chúng ta đã quen thuộc rồi ha. Hoa rất là đậm luôn á. Còn đây là đại lộc cánh sen á. Còn cúc trên 50 cánh thì form giống như vậy, mà cúc 5 cánh cái màu nó nhạt hơn. Là cái nụ hoa nó ra nó khác nữa. Cái nút nụ mà nó chưa nở nó khác. Còn này nút nụ và nút nụ của đại lộc á. Của đại lộc. Mê chưa? Màu rất là đậm luôn á. Phía trên nó chùm luôn á. Rồi ở bên phía bên kia có mấy cây mai đạt giải đặc biệt á. Cái này thì đặc biệt là cái là cái cánh hoa nó rụng, nhưng mà nó rụng ở đậu trái luôn à, mà cánh hoa cái phần hạt nó vẫn còn nè. Cái này nở rất là lâu á. Cái này giống như là cúc thọ hương ở đằng kia á. Cúc thọ hương ở đằng kia kìa, hương đầu tiên kia đó. Cúc thọ hương kia thì nó đậu trái luôn rồi mà nó vẫn còn cái cánh nó chưa rớt á. Còn đây là giống dảo á. Đây được giải bạc nè. Cây này được giải bạc. Đây là cây mai Bình Định á. Đế nó siêu khủng luôn á. Tay cành như lực sĩ nha. Đó. Đế bích cái chậu luôn á. Cây này được giải bạc. Đây cây đẹp dáng lông của Bình Định nè. Cây này kêu mai trực á. Giải khuyến khích á. Bộ đế nó một cục luôn á. Khổng lồ luôn á. Này là cây mai cúc á. Cây mai này cây mai cúc hay là cúc zin á.
Cúc thì này giờ giống như cúc Tân Châu quá, hoa giống như cúc Tân Châu vậy. Đó là cái cúc Tân Châu, người ta thấy hoa đẹp người ta cũng lấy ra như vậy á. Lực sĩ thôi, còn cái này là cái đặc giải đặc biệt hồi năm rồi nè. Đấy, năm nay thì nó không có giải, năm nay là bông ít, hồi năm rồi là bông rực trời luôn á. Cái này hồi năm là đặc giải đặc biệt á. Cái này là cây mai giảo, nó phót ngọn á, nó liền lạc cái cây đó. Cây này thì năm rồi là xuất phát cái gốc là như ở An Giang á. An Giang á. Tay cành liền lạc hết trơn á. Cốt bự bự không mà không cần nhiều nhánh quá đâu. Hoa rất là đã luôn ha. Cây bên đó đạt giải đặc biệt. Cây bên đó đạt giải đặc biệt á. Giải đặc biệt Hội Hoa Xuân 2020 đây. Đặc biệt năm nay thuộc về cái cây này á. Này thì cây mai năm cánh bình thường thôi, nhưng mà nó liền lạc cái cây á. Bệ đế rất là dữ luôn á. Nó liền ra như mấy cây cổ thụ á. Bệ đế à, quá trời cây luôn á. Năm cánh đây mà nó liền lạc á. Để đặc biệt năm nay. Này bệ đế cũng hết hồn luôn á. Này giải bạc. Cây đặc biệt á. Mê ly chưa. Cành nhánh là chi chít luôn á. Này cây mai xù á. Nay đêm mùng 4 Tết rồi nó cũng hết bông rồi. Có cây thọ hương á. Y nguyên luôn. Y nguyên luôn á, như hoa giả vậy. Quá trời luôn á. Cây này thì ở Bình Định nó có tên là cúc VIP á. Về miền Nam thì đặt tên nó lại là cúc hương. Là cúc thọ hương á. Quá chí luôn. Rồi, kết thúc những hàng mai lớn á, giờ qua coi mai nhỏ đây. Nó đặc biệt là cúc hương nha, đại lộc cánh sen, đại lộc và cái cây đại đặc biệt đó ha.